Diệu Nhi và anh Tú gặp sự cố không ngờ tới khi ra Hà Nội. Sáng ngày 2 tháng 2, Hà Nội chìm trong sương mù dày đặc, khiến rất nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng. Trong đó có cả chuyến bay của đoàn phim Tết Gặp Lại Chị Bầu từ thành phố Hồ Chí Minh. Dù cả ekip may mắn kịp đến rạp chiếu Hà Nội để ra mắt phim, nhưng do quá sát giờ nên họ không thể về khách sạn thay đồ, trang điểm, mà mang hành lý thẳng từ sân bay tới địa điểm diễn ra sự kiện. Anh Tú chia sẻ cả đoàn ra sân bay từ 7 giờ sáng nhưng gần 6 giờ chiều mới tới Hà Nội. Sau khi chờ lấy hành lý, họ chỉ kịp tới địa điểm ra mắt phim mà không thể thay đồ hay trang điểm mà mặc luôn trang phục thường ngày tới thảm đỏ. Dù vậy, sự kiện ra mắt phim vẫn được khán giả Hà Nội đón nhận nồng nhiệt. Chính sự đơn giản gần gũi của các diễn viên lại ghi điểm với toàn bộ khách mời và truyền thông có mặt. Ngoài ekip Gặp Lại Chị Bầu gồm Nhất Trung, các diễn viên Anh Tú, Diệu Nhi, Lê Giang, Ngọc Phước, Quốc Khánh, nhiều nghệ sĩ phía Bắc đã có mặt để chúc mừng đoàn phim. Đặc biệt, các chị đẹp Lệ Quyên, Quỳnh Nga và Phạm Lịch cũng đã tới chúc mừng em xinh Diệu Nhi với vai diễn nàng thơ Ngọc Huyền. MC Anh Tuấn và nhà báo Trần Hồng Hà, cố vấn chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng cũng tới chúc mừng vợ chồng Diệu Nhi. Các bạn đừng quên để lại bình luận ở bên dưới video và nhấn nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV Entertainment để không bỏ lỡ những tin tức giải trí đáng chú ý trong cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.